Anh nói đi, tại sao anh còn kêu tôi đến đây? Có phải là anh vẫn còn giữ đoạn camera đó không? Nghe này, anh còn dám dùng thứ đó để uy hiếp tôi ấy, thì tôi giết anh đấy. Chị, cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ? Vinh vinh cái mặt lên để còn nói đạo lý trước mình nữa. Ngay từ đầu ấy chị đã ghét cô ta rồi. Tư cách với cả ăn mặc ấy, chả giống ai cả. Chả hiểu sao chủ tịch lại thuê cô ta về đây làm cái gì không biết nữa. Chắc là nghĩ là mình được làm việc với chủ tịch nên là chẳng coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Alo. Lâu rồi không gặp, cô còn nhớ tôi chứ? Tôi đã nói rõ ràng với ông rồi, là tôi sẽ đền bù số tiền khi mà tôi không hoàn thành nhiệm vụ rồi cơ mà. Không đơn giản như vậy đâu. Một khi đã nhúng tay vào chuyện này thì không có chuyện nói thôi là thôi. Cô hiểu chứ? Nhưng mà bây giờ tôi không muốn làm nữa. Vì đơn giản tôi không có khả năng và tôi không muốn làm. Tôi nói cho ông biết nhá, tôi không sợ ông đâu. Anh Nam, còn 3 tháng nữa thôi là dự án được tiến hành rồi. Anh có cần tôi liên lạc bên truyền thông không? Thôi, không cần đâu. Bây giờ tôi đã đạt được mục đích của mình rồi, cho nên cũng không cần khoe mẽ với ai cả. Mà từ sáng đến giờ cậu có nhìn thấy cô Lan Anh đến công ty không? Có, rõ ràng sáng nay cô đến đây mà. Xong bây giờ chạy bắt đầu rồi tôi không biết. Được rồi, cậu ra ngoài tìm cô ấy đi. Bảo vệ cái kiểu gì mà để tài liệu thế này không ai trông mà đi ra ngoài được. Ok anh. Mà hôm nay khá phết nhỉ, trông cũng gọn gàng sạch sẽ đấy chứ. Anh Nam, không ổn rồi. Tôi vừa nghe thông báo từ tòa nhà của Lan Anh. Người ta nói là có một đám người lạ đã dùng súng tấn công và đưa em trai cô ấy đi rồi. Tôi nghĩ bây giờ cô ấy đang đi giải cứu em trai đấy ạ. Cậu mau điều tra xem địa bàn của bọn chúng ở đâu để tôi sẽ đến đó. Vâng anh, tôi đi ngay đấy ạ. Không cần phải đi đâu hết, tôi về rồi đây. Con anh, cô không sao chứ? Bọn chúng không làm gì cô chứ? Tôi làm sao đâu, tôi còn chưa làm gì bọn chúng. Bọn chúng làm sao mà có thể làm gì tôi được? Tôi đang nghiêm túc đấy. Cô thật sự là không sao chứ? Tôi bảo thật mà, anh nhìn tôi đi. Trông có giống bộ dạng của một người bị làm sao không? Hay là bây giờ tôi chạy vòng quanh công ty để cho anh tin nhá? Thôi được rồi, cô không sao là tôi yên tâm rồi. Đám người đấy có phải là người đã từng thuê cô đến đây để lấy trộm tài liệu của tôi không? Rồi còn em trai của cô nữa, vẫn ổn chứ? Cái chuyện đó tôi đã giải quyết xong rồi, anh không cần phải quá lo lắng như vậy đâu. Nhưng mà ít ra cô cũng phải nói rõ cho tôi biết là bọn chúng làm như vậy là có mục đích gì chứ. Nhưng mà hiện tại tôi đang rất mệt, anh có thể nào yên lặng một tí để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Bây giờ ấy, cô cứ nói với tôi đi, xem có chuyện gì thì cô sẽ không cần phải làm gì cả, và tôi sẽ giúp cô lo hết mọi chuyện. Tôi hiểu ý tốt của anh và tôi rất là cảm kích vì điều đó. Nhưng mà thật sự là tôi đã giải quyết xong rồi và tôi không cần anh phải làm gì cả. Nhưng bây giờ bọn chúng ấy thì đã biết nơi ở của cô, không thể nào mà bọn chúng lại để cô sống. Chủ tịch này, tôi đang rất mệt và tôi cần được nghỉ ngơi và tôi không muốn nhắc đến cái chuyện đó nữa. Anh hiểu ý của tôi chứ? Rồi, được rồi. Nhưng mà cô cũng phải hứa với tôi là sau đừng có làm gì mà tự ý như thế. Cô đi đâu làm gì thì cũng phải báo với tôi, được chưa? Tôi có phải là trẻ con đâu. Với lại lúc khi mà xảy ra việc, anh cũng đang có một cuộc họp rất là quan trọng mà, đúng không? Thôi được rồi, thế bây giờ nhá, cô làm gì thì làm, nhưng lúc nào cũng phải trong tầm mắt của tôi, để tôi có thể kiểm soát được cô.
Nhớ là không được tự ý hành động bất kỳ điều gì mà không nói cho tôi biết. Hôm nay anh làm sao đấy? Tự nhiên quan tâm tôi một cách thái quá như vậy. Hả? Uống lượng thuốc à? Thì nhân viên của mình gặp nguy hiểm thì bây giờ quan tâm hay là lo lắng thì cũng không thừa. Mà hơn nữa nhá, cô lại là bảo vệ cấp cao của tôi. Tôi thuê cô về đây làm việc cho tôi rất nhiều tiền. Thế nếu mà cô có bất trắc gì thì có phải là tôi lại mất công đi kiếm người khác hay không? Được rồi, tôi không sao, được chưa ạ? Thế nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là chẳng lẽ bọn chúng lại dễ dàng đối phó như thế à? Những người đấy còn hạ được người của tôi đấy. Là do tôi quá giỏi, tôi đã hạ được bọn họ. Mà một phần nữa ấy, là do cái đám vệ sĩ của anh là quá yếu. Tôi nghĩ là anh nên thay đổi người đi. Chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Vệ sĩ của mình thuê đều là những người giỏi hơn cả. Mà đám người kia lại còn có súng nữa. Chẳng lẽ cô ấy thật sự hạ được tất cả hay sao? Cái gì vậy? Cà phê à? Tôi mua đấy, anh uống đi. Cô không bỏ cái gì khác lạ vào trong đó chứ? Chủ tịch, anh đánh giá hơi tệ với con người của tôi rồi đấy. Anh có biết là tôi phải xếp hàng từ 6 giờ sáng thì mới có thể mua được cốc cà phê ngon lành này cho anh không? Thường thì cô đối tốt với tôi sẽ có hai lý do. Một là cô vừa làm sai cái gì đó. Còn hai là muốn nịnh nọt tôi. Chủ tịch, công nhận là anh sáng dạ thật đấy. Thật ra là tôi có một chuyện muốn bàn bạc với anh. Chuyện gì vậy? Cô mau nói đi. Đó là tôi muốn tự ý bảo quản tư liệu mà anh giao. Thì có ai cấm cô làm điều đó đâu. Tôi thuê cô là để bảo vệ tư liệu mà. Nhưng mà tôi muốn bảo vệ nó ngay cả khi tôi không có mặt ở đây. Có nghĩa là ở bên ngoài tôi vẫn có thể bảo vệ được ấy ạ. Nhưng mà tại sao cô lại muốn như vậy? Tại vì em trai của tôi vừa mới bị tai nạn. Mà tôi thì lại không yên tâm để cho thằng bé ở nhà một mình. Với lại tôi cũng không thể nào mà lên công ty thường xuyên được. Thế này đi, tôi sẽ cho cô nghỉ khoảng 2 tuần. Trong 2 tuần đó thì cô cứ ở nhà thoải mái để chăm lo cho người thân đi. Anh lại không hiểu ý của tôi rồi. Tôi sẽ không nhận đồng tiền lương nếu như mà tôi không làm được cái gì cả. Đó là nguyên tắc đầu tiên của tôi đấy. Vậy ý của cô là cô muốn giữ nó ở bên cạnh mình phải không? Dạ vâng ạ. Nếu như mà anh không tin tưởng thì anh có thể gắn định vị vào. Và lại tôi nghĩ mình làm như vậy có thể đánh lạc hướng những kẻ muốn tiếp cận đến nó. Tạm thời thì không được. Nhưng mà tôi sẽ lưu ý về việc này. Thôi, trước mắt thì cô cứ về nhà rồi chăm sóc người thân của cô đi. Công việc như thế nào ấy thì tôi sẽ gửi cho cô. Cô có thể làm việc tại nhà được. Vâng ạ. Anh Nam, không ổn rồi. Có người đăng clip của cô Lan Anh đột nhập công ty mình hôm trước đấy ạ. Phải làm sao bây giờ? Em sợ cả công ty của mình biết rồi anh ạ. Lan Anh đâu? Tuyệt đối không được để cho cô ấy biết. Em nghĩ muộn quá rồi anh ạ. Mọi người ơi, ra đây mà xem này, cái con trộm cắp đến rồi đây này. Chỉ vì nó ấy mà công sức của chúng ta suýt đổ sông đổ biển đấy. Bỏ tay ra, cô làm gì vậy? Mày nhìn xem, đây có phải là mày không? Bây giờ thì hết đường chối cãi rồi nhá. Cái loại đi từ dưới đáy xã hội mới đi lên. Đúng rồi đấy. Làm sao mà chúng ta có thể để một đứa trộm cắp chuyên nghiệp như thế này ở trong công ty được? Nếu mà cứ để nó ở đây á, khéo có khi nó cuộm hết cả công ty này đi ấy. Các người có thôi đi không? Chủ tịch, anh đến đúng lúc lắm. Anh mau đuổi cái kẻ trộm cắp này ra khỏi công ty mình đi ạ. Chuyện đó không đến lượt cô quyết định. Ok chủ tịch. Chủ tịch vẫn chưa sáng mắt ra. Chủ tịch đợi đến khi cô ta cuộm hết tài sản của công ty thì anh mới đuổi cô ta đi à? Đoạn video đó chỉ là diễn tập mà thôi. Diễn tập?
tập là sao ạ? Đúng vậy, tôi đã nhờ cô Lan Anh đóng giả làm trộm, sau đó tôi quay lại clip. Tôi cũng chính là người đăng đoạn clip đó lên công ty để cảnh báo cho tất cả mọi người biết rằng thủ đoạn trộm cắp bây giờ rất tinh vi, để mọi người trong công ty biết mà đề phòng. Cô Lan Anh này, chúng tôi không biết chuyện cho nên là hành xử với cô bất lịch sự. Chúng tôi xin lỗi cô ạ. Đừng ra đây, cho bọn tôi xin lỗi nhá. Chắc là chỉ là hiểu lầm thôi, cô bỏ qua nhá. Tất cả mọi người làm việc hết đi. Từ bây giờ, tôi thấy ai mà nhắc lại chuyện này, tôi trừ hết lương đấy. Anh làm cái gì vậy hả? Tại sao anh không nói với bọn họ tôi thật sự là một đứa trộm cắp? Vậy bây giờ cô bảo tôi phải làm thế nào? Cô có biết rằng nếu như cô nhận lỗi thì hậu quả sẽ như thế nào không? Nhưng mà anh cũng không thể nào mà nói dối một cách trắng trợn như vậy. Ai muốn anh phải bao che cho tôi? Việc của anh bây giờ là anh cần phải nói cho nhân viên của mình biết tôi chính là kẻ ăn trộm và tôi xứng đáng nhận những hình phạt do những hành vi mà tôi gây ra. Chuyện này không chỉ liên quan đến cô mà nó còn liên quan đến cả danh dự của tôi, cho nên tôi không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn được. Thì tôi hỏi anh thân là lãnh đạo, nhưng mà anh nói dối nhân viên của mình như vậy, thế là không hạ thấp danh dự nhân phẩm của anh à? Anh thật sự là không coi nhân viên của mình ra gì sao? Tôi sẽ tìm bằng được kẻ đã đăng đoạn clip đó lên và sẽ khiến người đó phải im lặng. Cô không cần phải lo. Anh bị làm sao vậy? Anh là lãnh đạo nhưng mà anh không thể nào mà che giấu hành vi của một nhân viên như thế. Anh che giấu hành vi của một nhân viên chỉ vì muốn che đậy đi lỗi lầm của họ, mà anh đánh lừa tất cả nhân viên như vậy à? Cho dù cô có nói tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi không thể nào để thân phận của cô bị lộ ra được. Cho đến khi tôi cho phép thì không ai được động đến cô cả. Anh bị làm sao vậy? Tại sao anh có thể cố chấp như thế nhở? Tôi không để chuyện đó xảy ra. Sẽ không ai được phép động đến cô. Anh thật sự là bị sao vậy? Tại sao anh có thể nhọc lòng bảo vệ một đứa con gái không ra gì như tôi như thế? Tôi không biết là anh có mục đích gì. Chẳng lẽ bây giờ anh muốn tôi phải mang ơn anh cả đời này à? Tôi xin lỗi. Tôi không có ý muốn cô phải mắc nợ tôi. Thế thật sự là anh muốn gì? Anh muốn gì từ tôi? Anh nói đi. Anh thật sự là muốn gì? Là vì tôi thích cô. Thật sự là không được đâu Vina. Không được đâu. Xem ra có người nó rất phiền não rồi này. Xem ra là tôi lại để cho anh phát hiện ra cảm xúc của mình lần nữa rồi. Nào, cô nói cho tôi nghe đi. Có phải là chuyện cô buồn hồi sáng hay không? Không phải. Chuyện hồi sáng đã được giải quyết rồi mà. Dù sao thì chủ tịch cũng đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Thôi được rồi, để tôi đoán nhá. Chuyện này liên quan tới chủ tịch đúng không? Anh nghĩ to tính với cô thật à? Sao anh biết? Có gì đâu mà không biết. Tôi còn nghĩ anh ấy có thích cô từ trước rồi cơ. Cái gì mà thích tôi từ trước? Làm sao mà có chuyện đó được? Cô không để ý à? Những lúc tôi với cô trò chuyện với nhau ấy, anh ấy rất khó chịu và lúc nào cũng rất muốn cản chúng ta như một đứa trẻ con vậy. Người mới yêu dễ đoán lắm. Nhưng mà cô không có tình cảm gì với chủ tịch à?
dù chỉ một chút thôi cũng không có à? Không phải là không có, mà là giữa tôi và chủ tịch không thể nào đến được với nhau. Như anh thấy đấy, chủ tịch như bầu trời, còn tôi chỉ là dưới mặt đất thôi. Hai người không thể nào mà gần nhau được. Chắc cô đang tự ti với những việc trước đây cô đang làm phải không? Tôi nghĩ là không sao đâu. Tình yêu nó cũng có tiếng nói riêng đấy. Nó cho mọi người biết là hai người yêu nhau thật lòng, rồi cuối cùng sẽ đến với nhau thôi. Nhưng mà đối với tôi, tình yêu cho dù có to lớn như thế nào thì lý trí bắt buộc cũng phải thắng. Tôi biết giữa tôi và Vina là một sai lầm, và tôi sẽ tuyệt đối không để cho sai lầm đó lớn thêm một tí nào nữa. Này Lan Anh, tôi nghĩ cô đang quá cứng nhắc rồi đấy. Cô chỉ cần nghĩ đơn giản là một người yêu nhau và một người đáp lại tình cảm đấy thì sẽ đến với nhau là một chuyện quá là bình thường thôi, có vấn đề gì đâu. Nhưng mà có người từng nói môn đăng hộ đối rất là quan trọng. Nó có khả năng chi phối đến tình yêu của hai người yêu nhau thật lòng. Về rồi đây à? Xin lỗi chủ tịch ạ. Tôi có một chút việc bận cho nên vắng mặt ở văn phòng. Tôi xin phép chịu phạt ạ. Cô đến đây. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Có lẽ cô đúng. Cô giữ nó cẩn thận ở bên mình nhé. Sao cô ạ? Chẳng phải cô luôn mong muốn được giữ nó hay sao? Từ ngày mai cô cứ ở nhà được. Thì thoảng tôi sẽ cho người đến tìm cô để kiểm tra. Xong việc rồi đấy. Cô có thể về hoặc ở lại tùy cô. Chủ tịch, nhưng mà tại sao anh lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy ạ? Có phải là vì cái vụ vừa rồi không ạ? Tôi muốn cô giữ là bởi vì tôi muốn sự an toàn cho cái USB này, chứ không phải vì bất kỳ một chuyện khác nào cả. Còn về chuyện nụ hôn lúc nãy thì cô coi như đó là một câu hỏi. Và câu hỏi và cảm xúc của cô dành cho tôi. Dạ vâng ạ. Thế thì tôi xin phép về trước. Dù sao thì tôi cũng còn có việc ở nhà. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi vẫn chờ đến khi cô có một câu trả lời rõ ràng. Tôi đã làm theo lời của ông nói, lấy được chiếc USB ra ngoài rồi. Ông phải làm theo đúng thỏa thuận là thả em trai của tôi ra. Bọn khốn nạn này, bọn nó đã hứa với chị là sẽ không dám động vào em cơ mà. Thôi chị ạ, em còn giữ được toàn thây về đây với chị là may mắn lắm rồi đấy. Em còn tưởng là không được về gặp chị nữa cơ. Cho dù có như vậy thì chị cũng phải tìm bằng mọi cách để có thể cứu em về. Mà này, làm thế nào mà chưa đến 10 ngày chị đã đưa được cho họ USB thế? Em nhớ không nhầm thì cái gã chủ tịch bên công ty đấy không phải là người dễ dàng đưa cho người ta giữ. Cách gì không quan trọng, quan trọng là bây giờ ấy, chị đã đưa em về nhà an toàn rồi. Chị nói thật với em đi, chị đã cược gì cho hắn ta để chị lấy được cái USB? Hay là chị lại đi ăn trộm này? Em đừng có nói vớ vẩn. Chị đã hứa với em là sẽ không bao giờ làm những cái chuyện táng tận lương tâm hay là xấu hổ với lòng mình rồi mà. Chị có chút việc cần phải ra ngoài. Em ở nhà nghỉ ngơi đi nhá. Tôi đến để hỏi thăm tình hình về chiếc USB. Mới chưa hết một ngày, chưa gì anh đã nhớ nó rồi à? Nhưng mà biết làm sao giờ? Hiện tại tôi đã cất nó ở một chỗ rất là kín đáo,
không thể nào tiện lấy ra cho anh xem được. Nếu như mà anh muốn xem ngay thì bây giờ tôi sẽ đi lấy cho anh xem. Cô nghĩ rằng tôi thật sự đến đây là vì chiếc USB đó à? Chủ tịch này, nếu như là chuyện lúc sáng thì tôi nghĩ anh không cần phải đến đây nữa đâu ạ. Nhưng tôi thật sự muốn nghe từ chính miệng của cô nói ra. Cô cứ trả lời tôi đi, dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà rõ ràng chủ tịch biết thừa kết quả rồi, nhưng mà anh vẫn cố chấp đến như vậy à? Hãy nhìn thẳng vào mắt của tôi. Chẳng lẽ trong suốt thời gian vừa qua em không có tình cảm với tôi à? Tại sao phải né tránh? Có phải vì em không dám đối diện với nó hay không? Xin lỗi chủ tịch ạ. Nếu như mà trong khoảng thời gian vừa rồi tôi đã khiến cho chủ tịch hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta thì tôi xin lỗi chủ tịch. Còn tôi, từ trước đến bây giờ tôi với chủ tịch chỉ có mối quan hệ là sếp và nhân viên. Tôi mong chủ tịch đừng có hiểu lầm thêm bất kỳ điều gì nữa. Còn nữa, nếu như lần sau anh đến đây không phải để kiểm tra tình hình của chiếc USB thì tôi xin phép. Em trai của tôi đang đợi tôi. Chúng mày, mày tỉnh rồi đấy à? Ngủ cũng sâu phết nhỉ? Rõ ràng tao đã đưa chiếc USB đấy cho chúng mày rồi. Thế tại sao bây giờ chúng mày còn bắt giữ tao? Cái loại chó má không biết giữ lời hứa. Cái này chỉ là đồ giả. Mày định chơi bố mày đấy à? Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng chúng mày kiểm tra rồi còn gì? Ông chủ đã kiểm tra lại. Đúng là bên ngoài trông nó có vẻ là thật, nhưng mà toàn bộ số liệu và thống kê ở bên trong đều đã bị thay đổi. Hay nói cách khác, cái này chỉ là phế phẩm thôi, mày hiểu không?